Thưa quý vị, tỉnh Long An có 1.269 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp với gần 243.000 đoàn viên công đoàn. Hưởng ứng tháng công nhân, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cấp trên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân. Ngoài ra, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp còn chú trọng hướng dẫn công nhân thực hiện các biện pháp an toàn trong lao động, trong đó ngày hội an toàn chinh lưu là một điểm nhấn. Tham gia ngày hội, công nhân được học về an toàn lao động, lái xe an toàn, tham gia 12 gian hàng trò chơi để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất tại công ty là công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có đông đoàn viên công đoàn nhất trong tỉnh với gần 19.000 đoàn viên trong tổng số gần 20.000 công nhân lao động. Công đoàn cơ sở và ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dày chinh lưu đặt sự an toàn của công nhân lên hàng đầu, đảm bảo sức khỏe của công nhân trong quá trình làm việc.